Chào bạn, nếu bạn đã nhấn nghe Mây Podcast, cảm ơn bạn rất nhiều vì vẫn hiện diện ở trên cuộc đời này. Hello, mình đây, Mây đây, mình đã quay trở lại với các bạn rồi này. Những ngày qua các bạn có ổn không? Mọi thứ có khó khăn với các bạn không? Mình xin lỗi vì đây là lần đầu tiên mình nghỉ podcast lâu như vậy. Hình như khoảng tầm hơn 4 tháng rồi ấy. Giờ đây mình có quá nhiều câu chuyện muốn tâm sự với các bạn trong suốt quãng thời gian qua. Và thật lòng là mình nhớ các bạn nhiều lắm. Mình mong chờ từng ngày lại được ngồi đây và chia sẻ. Ego, mình đã nhớ chiếc mic thu podcast này vô cùng. Mình nhớ cái cảm giác được hỏi han các bạn, được các bạn phản hồi về những số mới của Mây. Thôi thì có nhiều điều chúng ta cứ tâm sự dần dần với nhau nên bắt đầu tập 1 thôi nhở. Tập ngày hôm nay Mây sẽ chia sẻ lý do vì sao mình đã đi vắng lâu như vậy và mình đã làm những gì nhá. Mời các bạn lắng nghe tập đầu tiên trong series Tôi ra đời mang tên Ngây ngô và non trẻ. Nếu các bạn nghe series Tôi là ai của Mây thì khoảng thời gian mình đóng series đó cũng là thời điểm mình mới ra trường. Có rất nhiều mục tiêu và khát vọng mình muốn thực hiện. Mình cảm giác mình có thể làm chủ tất cả mọi thứ bởi vì mình hạnh phúc mà. Mình tìm ra được mình rồi, mình biết mình thích gì rồi, hiểu được giá trị của mình rồi thì sẵn sàng bước ra đời và chinh chiến thôi. Nhưng rồi, cuộc đời dường như đã dội một gáo nước lạnh vào mặt mình. Cuộc đời không thương không tiếc mà cứ thế cho mình phải đối mặt với những cú sốc không tưởng, những cú ngã thật đau và những sai lầm nhớ đời. Và khi đó Mây nhận ra bản thân mình còn ngây ngô và non trẻ lắm các bạn ạ. Để mình tâm sự với các bạn suốt 4 tháng vừa qua mình đã làm gì nha. Hiện tại mình đang làm công việc marketing nhưng mà theo kiểu freelancer ấy. Hầu hết thời gian mình vẫn work from home. Khi nào có việc phải đến nơi làm việc thì mình mới đến. Còn không, mọi thứ hầu hết được làm việc và trao đổi online. Lý do mình chọn công việc này trước tiên đó là sau khi kết thúc series podcast cũ, mình quyết định phải đi tìm một công việc nào đó để duy trì thu nhập. Ít nhất là như vậy đúng không? Mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn là nếu đam mê mà không có tiền thì chắc chắn hành trình theo đuổi nó sẽ vô cùng gian nan. Nhưng mà mình nghĩ thôi thì đã khó khăn thì càng phải cố gắng nhiều hơn, càng phải tìm cách để nuôi dưỡng và duy trì đam mê của mình. Đến giờ khi thu tập này mình mới có cảm giác là Mây Podcast đã quay trở về. Bởi suốt quãng thời gian qua nói thật là đôi khi mình quên mất mình là Mây. Mình đã quen với việc mọi người vẫn luôn gọi mình là em Vân Marketing rồi. Mọi người biết mình vì công việc. Mình có thêm những người đồng nghiệp mới mà không chỉ đơn thuần là làm một mình như với Mây Podcast nữa. Nơi này đã cho mình rất nhiều bài học đáng nhớ chỉ sau một thời gian ngắn. Và từ đây, mình bắt đầu có ý tưởng đặt tên cho series mới chính là Tôi ra đời. Bởi vì khi chúng ta tìm ra được mình rồi, thì quá trình giữ được tính độc đáo cá nhân, cái đặc biệt của bản thân để bước ra bên ngoài nó còn khó hơn. Vậy nên series này là những câu chuyện mà mình chia sẻ với các bạn. Mình lưu lại những số podcast này về những trải nghiệm khi phải thực sự đối mặt với cuộc đời như thế nào. Sau này khi nghe lại, mình sẽ biết mình đã trưởng thành ra sao. Hơn 2 năm trở lại đây, đa số thời gian mình đều làm việc độc lập một mình. Lúc nào mình cũng tự tin hết á, là mình ít mắc sai lầm khi làm việc với các đối tác, thậm chí là các đối tác lớn. Mình vận hành mọi thứ rất trơn tru bởi cốt lõi cũng chỉ có một mình làm việc thôi mà. Trong hơn 2 năm trời làm podcast, mình không mắc một lỗi nào quá lớn cả. Mọi thứ hầu hết đều ở trong tầm kiểm soát của mình. Còn thời điểm vừa rồi, mình vừa tạm gác podcast sang một bên, mình đi làm ở một nơi có hệ thống làm việc này. Có các phòng ban khác nhau và việc của mình là làm marketing. Khi lên các chiến dịch hay công việc, mình cần phải làm thế nào để kết nối được hết các phòng ban có trong chiến dịch của mình lại để mọi người vận hành trơn tru nhất. Tức là khi đi làm ở công ty, nó sẽ qua cực kỳ nhiều khâu, hết người này đến người nọ để rồi cuối cùng xét xem là idea đó hay là event đó có được duyệt hay không. Nó khác hoàn toàn với việc mình làm một mình trước đây và tiến độ mình đẩy mọi thứ rất nhanh. Khi đi làm ở công ty, mọi thứ đều có tổ chức và mình hiểu là một công ty cần phải có những khâu như vậy để nó tồn tại và phát triển ấy. Và đó, tháng đầu tiên đi làm mình bắt đầu loạn hết cả lên. Ngày nào mình cũng tất bật từ sáng đến tối, nhưng lúc nào mình cũng ở trong tình trạng chả hiểu gì hết. Mọi thứ thực sự đã rối hết cả lên và mình không thể kiểm soát được. Mà đó, một khi đã loạn lên thì sao? Thì mình sai. Mình mắc lỗi. Thậm chí đôi khi có những cái ngu ngốc của mình mà mình phải tự chịu, tự bỏ tiền túi ra của mình để đền. Vì đều là do mình nóng vội, mình hấp tấp các bạn ạ. Thực ra cái này không ai bắt mình cả, nhưng mình muốn tự chịu vì mình có suy nghĩ là mình không muốn làm ảnh hưởng đến ai hết ấy.
Đâm ra mình lại ức chế. Mình buồn vì mình sai. Mình tự trách bản thân. Và rồi mình khóc. Mình còn nhớ đường đi đến chỗ làm sẽ đi qua cầu Vĩnh Tuy. Và có hôm mình đi làm mà mình khóc hết cả cầu Vĩnh Tuy luôn. Khóc từ đầu cầu đến cuối cầu vẫn chưa hết khóc. Khóc lụt hết cả cầu Vĩnh Tuy mất. Từ ngày mình ra đời, đây là công việc đầu tiên mà mình khóc nhiều đến thế. Có ngày mình khóc cả buổi tối. Sáng hôm sau mình dậy, mình nghĩ, mình ức, mình lại khóc tiếp. Liên tiếp một quãng thời gian, nếu nghĩ về những chuyện mình làm sai, mình hấp tấp, mình có thể rớt nước mắt ngay được. Đó là lúc mình nhận ra là, à, mình đã buộc phải trưởng thành. Mình không được đỏng đảnh như hồi sinh viên là không thích công việc nào là nghỉ việc luôn nữa. Bởi giờ mà nghỉ thì làm gì? Nghỉ không có lương thì làm gì mà sống? Mình còn nuôi đam mê và phải có trách nhiệm với nhiều thứ khác nữa. Vậy là mình lại tiếp tục cố gắng vì mình không thể dừng lại. Thực sự, mình không thể dừng lại được. Hơn cả công việc này mình khóc bởi vì trước đây vốn dĩ khi làm độc lập cá nhân á, mình chưa bao giờ xảy ra sai sót quá nhiều cả. Vậy mà khi làm với tập thể mình lại như một cô bé khù khờ và non trẻ. Và nhiều khi mình ức chế là tại vì sao cái lỗi bé tí bé tẹo không đáng có mình lại mắc phải á. Bạn có hiểu cảm giác mà mình mắc lỗi không phải là do người khác chỉ trích, mà do chính mình tự nhận ra là à, mình mắc lỗi rồi, mình làm mọi thứ không tốt, mình không đủ giỏi để có thể handle tất cả mọi thứ được. Và mình lại khóc. Một cô bé vốn hay khóc rồi thì giờ lại càng khóc nhiều hơn. Mà các bạn biết không, mình thực sự còn không dám chia sẻ, không dám nói những cái sai của mình với ai vì mình ngại. Mình sợ người khác nghĩ là tại sao mình lại mắc những cái lỗi ngốc nghếch như thế. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ là khi ấy mình ức, mình khóc, nhưng rồi chẳng hiểu thế nào, mọi thứ nó lại qua đi. Mình không biết mình vực dậy kiểu gì. Việc của mình là không dừng lại. Dù có ức chế đến đâu, dù có khóc lụt cả mấy cái cầu nữa thì mình vẫn nhất quyết không dừng lại. Mình cứ tiếp tục làm, tiếp tục rút kinh nghiệm ngay lập tức sau những lỗi sai đó. Và giờ đây anh sếp đã bảo với mình là dạo này thấy mình rất là chủ động, mình làm mọi thứ đang tốt lên. Khi đó mình thực sự cảm thấy biết ơn. Biết ơn vì có lẽ mình đã lớn lên mỗi ngày. Biết ơn vì mình đang phát triển và nỗ lực không ngừng. Hơn cả mình biết ơn vì mình có nơi để cố gắng, có môi trường để thể hiện bản thân và nhìn nhận lại chính mình. Bởi trước đây khi là một mình ấy, mình không nhìn được mình. Mình chỉ nhìn một chiều rằng là mình đang làm việc rất ổn, mọi thứ trơn tru và không sao cả. Nhưng khi ra ngoài biển lớn, khi mình được làm việc với những đồng đội mới của mình, chính họ là những người cho mình thấy được bản thân rõ ràng nhất. Họ tương tác với mình, bàn bạc và rút kinh nghiệm cùng mình, khiến mình mới nhìn thấy là à, mình có rất nhiều điều cần cải thiện. Khi đó mình nhận ra công việc khi ra đời này cho mình rất nhiều trải nghiệm quý báu mà khi làm độc lập cá nhân mình không có cơ hội được biết. Bởi vì bất cứ công việc nào cũng dạy cho ta rất nhiều bài học và mây cảm thấy bản thân may mắn vì đang có cơ hội được trải nghiệm hai khía cạnh công việc khác nhau. Chính vì thế mà hành trình tôi ra đời cũng đốc thúc mình trưởng thành hơn, chín chắn và cẩn trọng hơn. Aigo, cứ mỗi lần mà mình thu tiếng là y như rằng nào là tiếng tủ lạnh này. Xong rồi bây giờ hiện tại mình thu tiếng là vào buổi chiều mà người ta cứ xây nhà, người ta khoan đục kinh khủng lắm. Nên là thôi thì lại vẫn là một cái bài học năn nỉ, xin xỏ là nếu mà có những cái tiếng ồn thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Mình không biết là trong podcast của mình có bao nhiêu đoạn mình nhờ các bạn thông cảm giúp mình. Chà, bây giờ không có gọi mình Đặng Khánh Vân nữa mà là Đặng Năn Nỉ. Ok, quay trở lại số podcast này nha. Có một điều khi thực sự bước ra đời mà Mây thấy vỡ mộng nhất, đó chính là cái tôi cá nhân của bản thân cần phải được kiểm soát một cách hợp lý. Bởi vì đâu phải là khi mình biết giá trị của mình biết mình là ai là cứ đường đường chính chính mang cái tôi đó và thể hiện ở bất cứ đâu đâu. Bạn sẽ bịt cuộc đời vả cho ngay. Trừ khi bạn tự thành lập công ty, đúng không? Khi đi làm còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như môi trường làm việc này, tôn chỉ mục đích của nơi làm việc đó và hàng ngàn điều khác nữa. Mây thấy chỉ cần chúng ta biết tiết chế lại và chấp nhận là trong công việc, khi chúng ta đi làm thì đó là một sân chơi chung, chứ không phải là sân chơi của tao, luật của tao. Chúng mình cần có tập thể và chúng mình cần có nhau để tất cả mọi thứ đều tốt lên và phát triển mà, đúng không? Tuy nhiên mình cũng đính chính là không phải là chúng mình tiết chế cái tôi hoàn toàn 100% đâu, không phải vậy.
Mình không biết sau này thế nào, nhưng công việc hiện tại đối với mình như là cá gặp nước vậy. Mình cảm thấy mình nhận được sự tôn trọng của mọi người dù mình là nhân viên nhỏ tuổi nhất luôn ấy. Mình được thể hiện phong cách cá nhân của mình vào doanh nghiệp và mình rất thích điều đó. Cảm giác tìm được công việc phù hợp ngay sau khi ra trường một lần nữa khiến Mây lại cảm thấy mình may mắn các bạn ạ. Chính vì vậy, Mây nghĩ ngoài việc chúng ta tiết chế lại phong cách cá nhân một chút thì việc tìm được một nơi thể hiện được mình, hợp với mình là điều cực kỳ tốt. Bởi khi ấy chúng mình sẽ có động lực đi làm hơn, đặc biệt là khi thể hiện được tính độc đáo cá nhân mà còn có ích cho công việc bạn đang làm nữa thì còn gì tuyệt vời hơn phải không? Tuy nhiên, Mây biết rằng với thời điểm hiện tại, không phải ai cũng tìm được một công việc cho bản thân động lực đi làm vào 9 giờ sáng. Có nhiều bạn tâm sự với mình là sau khi ra trường, mọi người rất khó tìm việc, nộp CV vào bao nhiêu chỗ mà vẫn không được nhận, rồi phải đi làm ở một nơi mà bản thân không thực sự thích. Vậy thì nên làm thế nào? Câu trả lời của Mây đó chính là có lẽ chúng ta càng phải kiên trì hơn nữa, đặc biệt là trau dồi thêm kiến thức và xây dựng cho mình về thương hiệu cá nhân. Khi chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân của riêng mình thì mình tin công ty hay nhà tuyển dụng sẽ thấy được khả năng và sự độc đáo của chúng ta. Khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng có một công việc với mức lương tốt hơn. Đó, nói đến đây thì mình phải đặc biệt cảm ơn Mây Podcast vì nhờ có Mây Podcast mà bản thân mình cũng có nhiều cơ hội làm việc hơn. Tuy vậy thì mình vẫn còn phải cố gắng rất rất nhiều vì mình còn ngây ngô và non trẻ lắm các bạn ạ. Để kể ra những lần non dại của bản thân thì còn nhiều lắm. Và những tập sau nữa chúng ta sẽ chia sẻ thêm và sâu hơn với nhau nha. Tập ngày hôm nay giống như một lời chào hỏi cũng như chia sẻ sơ qua về quãng thời gian Mây Podcast đi vắng thì cô ấy đã làm gì. Vậy nên là tập này đến đây thôi nhở. Không biết các bạn đã ngủ chưa nữa vì nhiều bạn nghe podcast của mình cứ bảo là 5 phút là ngủ rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nha. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe tập 1 trong series Tôi ra đời mang tên Ngây ngô và non trẻ.